Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với các thông tin mới nhất được ghi nhận từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trưa ngày 20 tháng 5, có 44 ca mắc COVID-19 trong nước, Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm 32 ca. Bản tin trưa ngày 20 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 44 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước tại các ổ dịch đã được cách ly phong tỏa, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm 32 ca. Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam. Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 20 tháng 5, có 44 ca mắc mới, bệnh nhân 4.721 đến 4.764, không có ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 44 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 26 ca, Bắc Ninh 6 ca, Điện Biên 4 ca, Hà Nội 2 ca, Đà Nẵng 1 ca, Thái Nguyên 1 ca, Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều 4 ca. Trong đó, số ca mắc mới trong khu cách ly là 16 ca, số ca mắc mới trong khu vực được phong tỏa là 28 ca. Tính đến 12 giờ ngày 20 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 3.291 ca ghi nhận trong nước và 1.473 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 1.721 ca. Tính đến ngày 18 tháng 5, cả nước đã thực hiện 3.324.043 xét nghiệm real-time RT-PCR, tương đương với 4.398.533 lượt người được xét nghiệm. Trong đó, từ ngày 29 tháng 4 đến nay đã thực hiện được 548.538 xét nghiệm, tương đương với 871.594 lượt người. Thông tin chi tiết các ca mắc mới. Các bệnh 4.721, bệnh nhân 4.735 đến bệnh nhân 4.737 được ghi nhận tại tỉnh Điện Biên là các F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 19 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến thành phố Điện Biên Phủ. Các bệnh 4.722 đến 4.727 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh là các trường hợp F1 trong khu vực phong tỏa đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 18 và 19 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh 4.728 ghi nhận tại tỉnh Thái Nguyên, nam 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, là công nhân khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 19 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Ca bệnh 4.729 ghi nhận tại thành phố Hà Nội, nam 45 tuổi, địa chỉ tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, là F1 của bệnh nhân 3.634 đã được cách ly trước đó. Ca bệnh 4.730 ghi nhận tại thành phố Hà Nội, nữ 48 tuổi, địa chỉ tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, là F1 của bệnh nhân 3.173 đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 19 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 4.731 đến 4.734 ghi nhận tại Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều là các F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước. Ca bệnh 4.738 đến 4.763 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang, 23 ca là F1 liên quan đến các khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, 1 ca là F1 liên quan đến ổ dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, 2 ca trong khu phong tỏa, kết quả xét nghiệm ngày 17 và 19 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 4.764 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng, nữ 34 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, là F1 của bệnh nhân 3.600. Kết quả xét nghiệm ngày 19 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Tính từ 18 giờ ngày 19 tháng 5 đến 6 giờ ngày 20 tháng 5, Việt Nam có thêm 30 ca mắc COVID-19 mới là các bệnh nhân số 4.691 đến 4.720, trong đó có 30 ca mắc ghi nhận trong nước, tại Lạng Sơn 1 ca, Ninh Bình 2 ca, Thanh Hóa 1 ca, Bắc Ninh 8 ca, Hải Dương 5 ca và Bắc Giang 13 ca. Trong đó, số ca mắc mới trong khu cách ly là 10 ca, số ca mắc mới trong các khu vực đang được phong tỏa là 20 ca. Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 20 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 3.247 ca ghi nhận trong nước và 1.473 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 1.677 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 121.010 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 2.217 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 32.348 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 86.445 người. Trong số các bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 37 ca, số ca âm tính lần 2 là 29 ca, số ca âm tính lần 3 là 23 ca. Thưa quý vị, trước đó vào chiều 19 tháng 5, tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã họp thảo luận về bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn nguy cơ của dịch bệnh COVID-19, vấn đề quản lý cách ly đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, công tác xét nghiệm COVID-19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp.
Tại cuộc họp, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện Bộ này đã nâng cấp hoàn thiện hệ thống quản lý cách ly y tế cho tất cả những người bắt đầu nhập cảnh vào Việt Nam, từ khâu tiếp nhận tới khi bàn giao về địa phương, nơi làm việc. Tất cả những thông tin này đều được tích hợp liên thông. Thường trực Ban Chỉ đạo cũng thống nhất, giao cho lực lượng quân y đảm nhận công tác xét nghiệm cho những người ở trong khu cách ly quân sự, ngành y tế xét nghiệm ở trong khu cách ly dân sự và khách sạn. Chủ trương của Bộ Y tế không khuyến khích mọi người dân tham gia cái xét nghiệm sàng lọc sau COVID 2. Bởi lẽ ngay cùng một người có thể hôm nay âm, mai dương, thậm chí có thể sớm âm, chiều dương, và nếu như xét nghiệm âm tính thì sẽ gây ra cái tâm lý chủ quan lơ là. Ban chỉ đạo cũng thảo luận về việc xây dựng bộ tiêu chí về mức độ đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại các địa phương, đồng thời yêu cầu toàn bộ trung tâm cách ly, các khách sạn đăng ký cách ly phải đảm bảo đủ điều kiện, lập lên một hệ thống để quản lý, từ giá cả đến các điều kiện phòng chống dịch. Nếu không đáp ứng đủ các điều kiện thì không được tiếp nhận người nhập cảnh vào cách ly. Đấy là thực tiễn cho thấy là việc truy vết và quản lý các F2 và F3 vẫn còn lỏng lẻo. Cái này tôi đề nghị là các địa phương phải rất là nghiêm túc cái này. Hai ngày đấy không dẫn là có thể lại thành một cái mầm họa mới rồi. Cái tốc độ ở Bắc Ninh và Bắc Giang là có chậm hơn so với dự kiến. Thì tôi đề nghị là Bộ Y tế đã chỉ đạo rồi, bây giờ tăng cường chỉ đạo và hỗ trợ đối với hai địa phương này. Để sao cho chúng ta là cơ bản là trong hai, cùng lắm đến 3 ngày tới, cơ bản kiểm soát được. Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu thêm bộ tiêu chí phải dự báo được 4 cấp, đó là xã, huyện, tỉnh và toàn quốc, 4 mức bình thường mới, nguy cơ cao và rất cao. Các dữ liệu phải cập nhật định kỳ thường xuyên, liên thông giữa các bộ ngành, dữ liệu mở và những tiêu chí khác. Đây là cơ sở để chính quyền các cấp triển khai các biện pháp tương ứng phù hợp với tình hình thực tế phòng chống dịch. Vào ngày 19 tháng 5, thì hai bệnh viện dã chiến truyền nhiễm được cấp tốc triển khai tại cơ sở 2, trường sĩ quan chính trị ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và trung đoàn 831 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang. Hai bệnh viện được lập ra nhằm kịp thời thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân COVID-19 cho hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, góp phần nhanh chóng khống chế, không để dịch bệnh lây lan. Mỗi bệnh viện dã chiến được tổ chức thành 4 cơ quan và 10 khoa với biên chế hơn 100 người và quy mô khoảng 300 giường bệnh, sẵn sàng nâng hệ số sử dụng lên 500 giường bệnh khi cần thiết. Dự kiến từ tối nay hai bệnh viện sẽ bắt đầu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Cũng trong ngày hôm nay, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh viện vừa giải trình tự gen của các mẫu bệnh phẩm và phát hiện hai biến chủng SARS-CoV-2 mới. Tuy nhiên, điểm đáng mừng là hai biến chủng này đều được lấy từ các chuyên gia nhập cảnh đã được cách ly và chưa phát hiện trong cộng đồng. Thưa quý vị khán giả, hiện tỉnh Bắc Giang đang có 3 ổ dịch, số lượng các trường hợp F1, F2 tăng nhanh trong những ngày gần đây, khiến sức ép gia tăng lên những khu vực cách ly. Cuộc sống tại những khu cách ly ở Bắc Giang như thế nào? Cơ quan chức năng đã chuẩn bị những gì để phòng chống dịch bệnh? Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua ghi nhận của bà Ngô Thị Nhung, là một trường hợp F1 đang được cách ly. Tôi tên là Ngô Thị Nhung và tôi cùng với cháu nội là Nguyễn Thị Minh Thư, 10 tuổi, lại được đón xuống khu cách ly ở Ủy ban Nhân dân thị trấn Nánh cũ đến hôm nay. Có 4 giường 7 người. Người ta cho mình ở hẳn một cái khu nhà cấp 4 ở đằng sau ấy. Còn đằng trước thì là có cái nhà 2 tầng. Không biết là nhiều bao nhiêu cả, nhưng người ta cứ đoán là khoảng 100 người. Khu cách ly chúng tôi được phát các thứ. Chậu thau là 1, chiếu, gối, chăn, màn, cốc, 2 cuộn giấy vệ sinh với một gói xà phòng, thuốc đánh răng, bàn chải, dầu gội đầu, 2 khăn mặt, 1 khăn mặt và 4 móc áo, nước súc miệng, 2 chai. Buổi sáng hôm nay là ăn bánh mì với sữa. Người ta cũng thay đổi mà, hôm thì bánh giò với sữa, hôm thì bánh mì với sữa, hôm thì xôi với sữa, trưa thì ăn cơm, cá, thịt, trứng, rau, đầy đủ. Nói chung là thức ăn là cũng thoải mái. Bây giờ cái tỉnh Bắc Giang là dịch COVID rất là nhiều, cho nên là
cuộc sống ở khu cách ly như thế này là cũng tạm được. Thức ăn thì đầy đủ, ăn ngủ là cũng tạm được, sinh hoạt là được. Vào ngày 19 tháng 5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết qua quá trình giải trình tự gen đã xác định thêm hai biến chủng mới của SARS-CoV-2 lần đầu xuất hiện ở Việt Nam. Kết quả giải trình tự gen các mẫu bệnh phẩm của các ca nhập cảnh gần đây tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã cho thấy phát hiện hai biến chủng mới của SARS-CoV-2 là B1.1.2.2 xuất hiện ở 11 quốc gia, nhiều nhất là ở Anh, đặc biệt là ở vùng Scotland, và biến chủng B1.6.1.9 xuất hiện ở nhiều nước, có thể có nguồn gốc từ Cameroon của châu Phi và lây lan ra khu vực châu Âu. Như vậy, tới đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 7 biến chủng của SARS-CoV-2, trong đó có 2 biến chủng từ Anh, 3 chủng từ châu Phi, 1 chủng từ châu Âu và 1 chủng từ Ấn Độ. Cũng trong sáng nay, Bộ Y tế công bố kết quả giải trình tự gen các mẫu do các địa phương gửi về ở những bệnh nhân mắc COVID-19. Điều đáng quan ngại đã có 29 mẫu virus SARS-CoV-2 thuộc biến thể của Ấn Độ. Theo các chuyên gia, do có cả hai đặc tính lây lan nhanh hơn của chủng biến thể Anh và có dấu hiệu làm giảm tác dụng của vaccine chủng virus Nam Phi, chủng virus Ấn Độ được gọi là chủng virus đột biến kép. Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, đặc biệt là việc nhiều ổ dịch xuất hiện tại các bệnh viện, Bộ Y tế đã có công văn về việc tăng cường công tác phòng chống COVID-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh. Nhiều bệnh viện đã nâng mức cảnh báo chống dịch ở mức cao nhất, chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống dịch, đảm bảo việc khám chữa bệnh an toàn cho người dân cũng như là các nhân viên y tế. Đặc biệt, để phát hiện sớm các ca nhiễm tránh lây nhiễm chéo, thì nhiều bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ nhân viên. Tại Bệnh viện Gia Liễu Trung ương, song song với việc xét nghiệm loại trừ SARS-CoV-2 cho các bệnh nhân nội trú, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ nhân viên và người lao động. Khoa xét nghiệm vi sinh, nấm, ký sinh trùng phối hợp với phòng kế hoạch tổng hợp, khoa chống nhiễm khuẩn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ y tế, người lao động trong bệnh viện bằng hình thức gộp mẫu xét nghiệm real-time PCR, phát hiện SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, bệnh viện này đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động. Để đảm bảo việc tiêm chủng diễn ra an toàn và hiệu quả, quá trình triển khai tiêm chủng được tiến hành tại Bệnh viện Bạch Mai với đầy đủ quy trình từ việc sàng lọc trước tiêm, đảm bảo khoảng cách trong khu vực tiêm và theo dõi sau tiêm. Ngoài ra, các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cần thiết để quản lý theo dõi sức khỏe cho từng đối tượng tiêm chủng cũng được chuẩn bị đầy đủ. Đồng thời với các hoạt động kể trên, từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19 đến nay, bệnh viện luôn triển khai nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt tuân thủ việc khai báo y tế, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.